Thưa quý vị, Nguyễn Tiến Minh là tay vợt huyền thoại của cầu lông Việt Nam với 4 lần liên tiếp tham dự Thế vận hội mùa hè. Và trong quãng thời gian cách ly sau khi trở về từ Olympic Tokyo 2020, tay vợt kỳ cựu sinh năm 1983 này cũng đã dành cho Đài Truyền hình Việt Nam phần trả lời phỏng vấn với những chia sẻ lần đầu tiên anh tiết lộ, và chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ ấy trong tiểu mục 3 phút cùng sao ngày hôm nay. Không bao giờ quên được cái khoảnh khắc mà khi mà đạt được cái huy chương đồng ở cái trận tứ kết mà chiến thắng vận động viên Jorgensen của Đan Mạch, thì cái đó là lúc đó là mình mệt lắm rồi mình cũng không nghĩ trong đầu được cái gì hết, mình chỉ biết là cố gắng hết sức thôi. Mà cũng nói chung là cũng may mắn là cái pha cầu cuối cùng là mình cũng tấn công, mình giành điểm, thì cảm xúc thiệt là nói chung nó vừa vui mà lúc đó cũng mệt quá, vui cả đêm đó mình cũng không ngủ được, là mình vui luôn, mình cứ cười hoài à. Thì khoảnh khắc đó thật sự là suốt cuộc đời mình không bao giờ mình quên luôn, rất là tuyệt. Không biết là lúc đó là mình cái này là thật hay là mơ luôn á, tại vì không bao giờ nghĩ, tại vì thật sự ở trong cái giải đó nó có rất là nhiều vận viên mình cảm giác là mạnh hơn mình luôn á, nhưng mà người ta đều bị loại sớm hơn mình. Thì nói chung là mình cũng có một chút may mắn, nhưng mà thật sự là quá kỳ diệu luôn, không thể nào mà. Nhưng mà mình chơi cầu từ nhỏ tới bây giờ lớn, mình không bao giờ mình nghĩ là mình có thể mà cái giải mà huy chương đồng thế giới về cái môn cầu lông, thực sự là nó không thể nào tin được. Trong suy nghĩ của mình á, lúc nào thì mình cũng cố gắng đạt được tốt so với cái tuổi tác, với cái bản thân của mình, với cái điều kiện tập luyện của mình, chứ mình không có suy nghĩ là thôi như vậy á, mình đánh như vậy là hay rồi, mình đủ rồi, bây giờ mình phải tập vui vẻ rồi mình đánh được như đánh. Mình không có suy nghĩ vậy, tại vì mình nghĩ mình mà không cố gắng là người ta cố gắng là người ta vượt qua mình liền à. Thì có hai đối thủ mà mình thấy mình khó vượt, mình cảm thấy mình không có đánh lại được, là Lindan với Lee Chong Wei. Lindan với Lee Chong Wei á, là mình cảm nhận là hai người đó là một cái đẳng cấp khác, cái level khác, họ toàn diện lắm, sức mạnh, sức nhanh, đồ khéo, kỹ thuật, họ như là họ vượt hơn cái những cái người bình thường á. Cái cơ địa, cái ý chí người ta cũng rất là ghê, người hoàn hảo dữ lắm, chứ không phải mà nói là cố gắng bình thường là được đâu. Những cái cú đánh của họ á, mình cảm giác là người bình thường không thể nào mà làm được những cái chuyện đó, nó như là một dạng mình nói là người máy luôn á. Cái cơ bắp của họ nó ghê lắm. Mình tới nói là có hai vận viên đó, thì mình nghĩ là mình thật sự là nếu mà họ đúng không độ là không thể nào mình vượt qua được, khó khăn. Mình cái ưu tiên trong đầu hiện giờ của mình là chỉ mong mà ở Sài Gòn thôi, cái chỗ mà mình tập á, thì hết dịch, thì phải hết dịch đã, hoặc là bớt dịch đi, thì đội thì mới có kế hoạch tập luyện lại thật tốt. Mà phải nói gì nói với mình, kế hoạch gì thì cũng phải tập tốt cái đã, để coi một trong vòng 1-2 tháng nữa có tập luyện tốt không. Thì nếu mà mình thấy tốt, mình vẫn còn đánh được, mình cảm giác là cái phong độ mình ổn, thì mình sẽ tiếp tục. Còn nếu mà không ổn thì mình phải báo lên những cái cấp trên, những cái huấn luyện viên, để người ta có thể kịp thời thay thế một cái vận động viên trẻ khác.